trái tim yêu thương dành tặng cho. Thưa quý vị và các bạn, với truyền thống tương thân tương ái, những năm qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm luôn có nhiều hoạt động để hướng về cộng đồng, về những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Vầng trăng yêu thương là chương trình đã trở thành điểm nhấn trong các hoạt động thiện nguyện, là bài học để giáo dục ý thức cho các em học sinh. Hơn 200 triệu đồng là số tiền quyên được và 50 triệu đồng đã được trích để trao tặng cho trẻ nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh. Một bầu không khí rộn ràng, nhộn nhịp, lan tỏa khắp nơi trong sân trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội. Khác với mọi ngày, không còn sự yên tĩnh sân trường mỗi khi học sinh lên lớp. Toàn bộ sân trường đã biến thành các gian hàng hội chợ ẩm thực, gian hàng trao đổi đồ chơi cũ. Số tiền các em học sinh thu được qua các hoạt động này sẽ được trích một phần đóng góp cho chương trình Trái tim cho em của Đài Truyền hình Việt Nam. Bên cạnh cái việc mà dạy kiến thức cho các con học sinh thì chúng tôi quan tâm rất nhiều đến vấn đề giáo dục đạo đức. Một trong những cái hoạt động mà chúng tôi rất quan tâm đến đó là hoạt động nhân ái. Thì trường tiểu học Đoàn Thị Điểm là cái trường mà đã ủng hộ cho cái chương trình Mổ tim cho em của Đài Truyền hình Việt Nam, năm nay là năm thứ 6. Cái quan trọng nhất tức là cái nguồn tiền để mà ủng hộ cho cái chương trình Trái tim cho em của chúng tôi là những hoạt động từ thiện của nhà trường. Không phải ngẫu nhiên, trong suốt nhiều năm qua, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm luôn duy trì hoạt động từ thiện ý nghĩa này cho các em học sinh. Bao thế hệ học trò đã trưởng thành cả về nhân cách và kiến thức bằng hành động chia sẻ nhỏ bé. Nguyễn Hữu Kỳ, học sinh lớp 2D, đang tích cực tham gia bán đồ chơi cũ cho các bạn trong trường. Từ nhiều ngày nay, khi lên lớp, bên cạnh em không chỉ có giấy vở, bút viết, mà còn có cả những món đồ chơi mà em yêu thích, nhưng sẵn sàng đóng góp cho hoạt động đầy nhân văn của trường. Con cảm thấy rất là vui khi giúp được những bạn nghèo khó. Còn đây là các em học sinh lớp 4C5 đang sáng tạo nên những món đồ chơi để đem bán lấy tiền, góp quỹ từ thiện. Những hành động nhỏ bé nhưng sẽ góp phần hình thành cho nhân cách lớn, cho những công dân có ích cho xã hội trong tương lai. Rất thương các bạn bị bệnh tim với cả các bạn nghèo khó khi không được đi học, không có sách vở để học ạ. Qua chương trình tổ chức từ thiện cho các bạn nghèo khó, hoàn cảnh khó khăn, con thấy sẽ giúp cho chúng ta và các bạn sẽ có cơ hội học được học tập nhiều hơn ạ. Bên cạnh những bài giảng trên lớp, chính giáo viên là người xây đắp, bồi dưỡng nhân cách cho các em học sinh từ bậc tiểu học. Một may mắn lớn với các em học sinh trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, có những thầy cô giáo rất yêu thích các hoạt động từ thiện và luôn sáng tạo những hoạt động vô cùng ý nghĩa và bổ ích cho các em. Khi triển khai thì các con rất là hào hứng, chúng tôi rất là nhớ cái cảm giác mà các con mang cái đồ chơi cũ của mình đến trường rồi các con đóng gói, định giá, thậm chí còn có những bạn đã mang đi đến những lớp khác để các con bán, làm sao mà để cho cái món quà của mình nó có ý nghĩa hơn và cái số tiền mà các con bán được các con sẽ đóng góp vào quỹ từ thiện của nhà trường. Trên cả nước hiện nay đang có hàng nghìn trẻ em nghèo không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Căn bệnh không những tước đi cuộc sống bình thường của các em, mà cả cuộc sống của bố mẹ các em khi nhọc nhằn chạy ăn từng bữa để dành tiền chữa bệnh cho con. Suốt hành trình 7 năm Trái tim cho em, 6 năm trường tiểu học Đoàn Thị Điểm đã luôn bền bỉ song hành bằng những hành động thiết thực, tạo các hoạt động gây quỹ như tổ chức giao lưu bóng đá với học sinh Singapore, tổ chức chương trình Vầng Trăng Yêu Thương vào mỗi dịp Trung Thu để gây quỹ ủng hộ Trái tim cho em. Mong muốn là có nhiều trường tổ chức những cái hoạt động từ thiện như trường Đoàn Thị Điểm để giúp cho những cái mảnh đời, có giúp cho những cái cháu mà nó còn chưa được may mắn như các bạn học sinh của trường tôi, và đặc biệt là những cái cháu mà từ vùng sâu vùng xa mà các cháu bị cái bệnh tim bẩm sinh. Vầng trăng yêu thương trường tiểu học Đoàn Thị Điểm đã khép lại thành công rực rỡ. 200 triệu là số tiền trường đã quyên góp được từ những hành động của các học sinh nơi đây.
Trong buổi truyền hình trực tiếp kỷ niệm chương trình Trái tim cho em, số tiền quyên góp được từ những hoạt động thiện nguyện của các em đã trích 50 triệu góp vào quỹ Tấm lòng Việt Đài truyền Việt Nam. Hy vọng sẽ cứu sống được một trái tim lỗi nhịp. Một lần nữa, bài học nhân ái lại được viết lên. Tình yêu thương đã được lan tỏa. Cho đi và nhận lại luôn là bài học mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ với người lớn mà cả những em nhỏ chập chững bước vào đời. Chúng tôi cần nhiều hơn nữa sự sẻ chia như thầy và trò của trường tiểu học Đoàn Thị Điểm nhiều hơn nữa để những trái tim trẻ thơ sẽ được chữa lành. Mọi đóng góp, xin quý vị và các bạn hãy gửi về chương trình Trái tim cho em, Quỹ Tấm lòng Việt, Đài truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Chương trình hôm nay xin dừng lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thành một trái tim yêu thương dành ta cho em.